45 căn là 45 căn là nhà một trệt hai lầu thôi. Ừ. Còn lại là một trệt một lầu. Đây, đóng một trệt một lầu đây. Đây đường có cái đường ở chỗ cái trụ đó đấy chị. Thông ra với cổng Đại Nam đây là đường Lê Chí Dân đây. Cái này em đang chưa có thông. Ít nói em mới thông. Thì từ cái trụ đó đâm thẳng ra là tới đây, mình đứng đây là mình thấy cổng Đại Nam. Ừ. Ủa cái trụ đó là trụ gì vậy chị? Hả? À cái trụ đó là một là chị mua mặt này là nó ngay đây này, em chỉ cho chị luôn, lại đây em chỉ cho luôn này. Hoặc chị mua mặt này thì nó ngay ở chỗ cái xe đó đó. Chị em mở rộng cái đường này ra, mình đây đang hiện hữu nha chị em mở rộng cái đường này ra lên đây, và mình bắt đầu xây hết cái bãi cỏ này với cái này, đứng ở đây cho mát này chị. Đi 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 này này, xe kìa. Dền cái gối luôn đúng không chị? Giống thằng nhóc gối này nó không có. Đúng rồi. Lóc lóc la làng này à. Mỗi đứa nó vậy đó chị ơi. Thằng nhóc này em đây này, từ cái mụn rồi ra tí teo giờ thành đây này chị. 8 năm nay rồi chị có sợ này thôi, không sợ cái gì. Sợ và nó có một cục dùi tự chà bá vậy. Có phải thịt lòi á, cái đằng sau lưng á. Nó ba nó ảnh nó có cái cái cục đó. Đấy thì nó sợ ở đây nó ngủ này. Nó không có em nó ngủ là nó chăn chặt đi chăn chặt lại. Đứng đây là thấy rồi chị đó. Thì đây đi ra đó khoảng chừng chị, nếu mà đi đằng này chị đi đằng này nó khoảng chừng có chưa đầy 100m rồi tới. Và ra cái đường Lê Chí Dân đấy đó. Này nó có này, chị mua cái này thì sau này nó tương lai. Một là chị muốn mãi thì lấy ngay gần đây. Hai là ngay gần đây thì chị dọc này thì đẹp này, tại vì dọc này là nó ở ngay chỗ cái xe đó đó, đó cái chị xe đó. Cái cục phát sóng này dạ. Nó có ảnh hưởng gì không? Nó không ảnh hưởng gì. Nó tút ở đằng đây lại chị. Nó tút ở đằng đây nó không ảnh hưởng gì tới mình cả. Cái trụ đó chỉ là trụ phát sóng thôi mà. Nó không có ảnh hưởng gì. Chị mới một bé đây nè. Và một thằng nhóc 5 tháng mấy. Ủa bé à, vậy quá đẹp đây. Đây nè, đi với con. Người điểm đây đó. Nó có cốt quả kìa. Rồi ấm hả? Lắm tay, lắm tay, lắm tay. Nó muốn coi hả? Nó muốn ẩm. Đây đây đây, cầm giùm bên cạnh đó nha. Trắng bóc liền nha. Đang định đi gửi con nhỏ bạn gửi chơi với con nó. Con nó lớn hơn một tháng. Mình nhắn tin cho nó. Nó không thấy trả lời. Ủa chứ không phải chị ở ngay Thù Dầu à? Đây ở chỗ cái nhà xanh xanh đó. Hoàng Hà Thám á. Hoàng Hà Thám ở cái nhà xanh xanh đó. À vậy bé rồi đó. Lầu xanh xanh thì mua ở đây cho đẹp. Này thì giá thì khoảng 2.290 cho tới 2.390. Nhà này cao hơn 3.660 đến 3.910. 3.910 là những lô này rồi chị. Tại vì nó là đường lớn mà tiền buôn bán kinh doanh vẫn này 3.6 mấy. Còn nếu mà chị mua thường thì khoảng ở đây này 2.990 đến 3.290. 2.990 thôi. Cái này thì đẹp này, chị thanh toán trước 40%, còn hỗ trợ là 60%. Nhà này thì 3 phòng ngủ, 3 toilet, rộng khanh thang, mẫu mới. Này bây giờ chị chỉ đặt chỗ trước ngang này chị. Ngang 4.5, dài 14.5, 14.6, 15 tùy vào vị trí cho nên nó giá nó khác nhau. Giá nó từ 2.990 là diện tích nhỏ. Và diện tích lớn ví dụ như là giá nó khoảng 3.290. Ví dụ diện tích của nó là 4.5 x 17, 18 đi, hoặc 19, 20 đi. Thì nó khoảng 3.290. Bây giờ nếu mà chị ấy thì chỉ đặt chỗ 20 triệu thôi. Tới ngày 17 tháng 5 á, chị đi lên chị coi nếu ok hết. Về giá cả, phương thức thanh toán, rồi mẫu nhà, rồi mọi cái chị ok thì chị mua, không ok chị lấy tiền về. Hôm nay chị chọn vị trí thôi. Ví dụ hôm nay là em được khoảng 10, bán ở đây khoảng 15, 16 rồi. Để chị lấy số thứ tự để mình ưu tiên thôi. Là bên em bung ra, ví dụ như tổng ở đây là 50 sản phẩm thì chị được là người thứ 15 chị chọn trong 50 sản phẩm này. Đấy đó, là mình giống như xếp số thứ tự vậy thôi. Nghe có mình nói là ngang dạ, ngang có tùy. Này có lốc 15 này chị, có lốc 16, có lốc 17, có lốc 18 này này.
có lốc cây 19 lận đây này, có lốc cây 20, 21 lận này chị. Đây, tùy từng vị trí, đây này 21.99 lận, cho nên tùy vị trí. Đây, còn lốc này thì nó lại có 15.6 rồi, đây này 15.5, 15.6, tùy vào vị trí, 7 từ 65 cho tới 75 mét vuông. Còn cái diện tích nó lớn hơn đây thì nó lại khác. Ví dụ 95, 97 đây diện tích lớn hơn thì giá nó lại khác. Đó. Còn cái này là chung nhau hết. Đây này, ví dụ 75 mét vuông đây là vừa này chị này, chị mua khoảng 4.5 nhân với 18.7 hoặc 16.7 đó. Thì ở đây mẫu y chang như em gửi cho chị đó. Này. Vị trí này thì đẹp, chị đi đâu nó cũng tiện. Đây ra chợ Bưng Cầu luôn này chị, đâm đây cái là ra tới chợ Bưng Cầu. Đâm thẳng đây này, anh chị rẽ trái là ra tới chợ Bưng Cầu. Ở đây đâm ra đây chị ra tới cổng Đại Nam luôn. Nó có đường thông hết, đây cũng thông luôn. Đây này, đây hình cái mình vòng ở đây hình cái là tới luôn. Đó, chị chạy xe hả hay là chị chạy? Chị... Đó, là mình chạy. Cái đường này nó mở... Mở đường thông á chị, chỗ đó đó. Thông ra chỗ cổng Lê Chi Dân luôn. Làm hai bên này nữa hả chị? Hai bên luôn. Đây này chị, mình đang đứng ngay đây này. Em với chị đang đứng ngay đây luôn. Đây này, đứng ngay ngã ba đây. Em chị đứng ngay. Có màu xanh này là cái gì chị? Màu xanh này là công viên. Công viên đấy chị, đây công viên này. Đây công viên, đây trường mầm non. Trường mầm non bên em xây dài luôn. Trường mầm non. Trường mầm non cho xây này. Dạ, có. Khu nào bên em cũng có trường mầm non. Để cho ở đây cho các người ở. Trường mầm non đây. Trường mầm non là 505 mét vuông. Là xây thoải mái này. Xây rất thoải mái. Thằng Ban lấy mặt tiền đi làm. Ở đây chợ ở gì? Trường có gần không chị? Dạ, trường tiểu học. Trường tiểu học chị ra ngay đây. Tiểu học cấp 2, cấp 3 ra đây. Hiệp An nếu chị muốn học là ở ngay Định Hòa đây gần này. Đâm thẳng đây này chị này, đâm thẳng đây ra này. Khoảng cây số, trường Định Hòa đó chị. Đây lại đây cũng được. Nếu mà chị muốn cho học giờ 1 thì cho Định Hòa đây gần nhất này. Một cây, chị đưa đón gần. Còn trường mầm non ở đây thì nhiều lắm. Còn trường cấp 2, cấp 3 thì ngay đây. Ngay ngã tư đó chị. Chỗ cái ngã tư mà chỗ bưu điện đó, mình nhìn bên tay phải là trường cấp 2, cấp 3 đó. Trường Bình Phú đó, một cây số. Nói chung là đi học chỉ cho bé đi một cây thôi. Chợ cũng một cây số là tới.